lấy chồng biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm, còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. Trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân, bạn gái ở bên kia. Quý vị khán giả trong trường quay, em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. Ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ, quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh với lại khán giả trong trường quay. Là con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ, con ở quận 9. Đứa ở quận 9, ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10. Mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm cái gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không bạn Tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe đó, người ta nói hết rồi đó, tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm hả? Cho mượn là lên là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình. Mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm? Dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm, còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô dạ. Coi thử nha. Có duyên lắm à. Chào cưng. Dạ, anh chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra thôi con hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Linh ra đây, đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ. Tại vì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? Nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Dễ nhớ, nụ cười rất là tươi ha. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, bụng hơi bự bự xíu. Có. Sao lầm thì chưa chắc. Thôi lại. Giang à, nói nghe coi nè. Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu hai phần. Dạ. Ôi, không sao. Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè. Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. Thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, cho em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa Dương Châu chiều mưa, biển kinh tương dương lửa khói xanh đầy trời, biết tìm
em nó trốn nào. Thôi được rồi, được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát, có tinh thần được rồi không? Ừ, dạ. Gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngăm ngăm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo bên... cưng. Em hay em đón hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa, đúng rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của cưng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu, với dì, với lại bạn cậu bè gì hả? Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên đây cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi. Còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó. Và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ. Đúng không anh Quyền Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ với cậu. Cưng đi với ai nè? Tính. Dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Đây, dạ, có mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương, chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình là mẹ của Trung Tính. Dạ. À, mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích. Thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bật làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, yeah. Thì nó tiến tới thì càng tốt. Dạ, yeah. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe Tính. Tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ anh. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, tặng em một quà ha. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là có ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc tới cuốn sách thì nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong đây nó có tư vấn về tâm lý á, nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Dạ, về ngồi ha. Dạ, cảm ơn. Con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Dạ. Được dạ. Không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Không ai tặng nước hoa. Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. Thích phình ra, phình ra. Đúng rồi. Đà. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ cái bụng mà. Thôi. Như thế cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9 năm 94. À, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á.
Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng đãi á, từng trải. Từng đãi á, tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình đang hỏi sao đó. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Ba cái chuyện hẹn hò đi. Nếu mà tụi mình bấm nút á, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình sẽ như thế nào? Đi ăn, đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy cũng đơn giản ha. Con hỏi anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? Anh có hơi ghen chút xíu. Nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết phải làm như thế nào. Phải ghét cái lời nói của mình á, sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty, đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy một cái nhậu ít thôi chứ không có cái nhiều. Cái tính chất của công việc mình phải chấp nhận, nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này... Nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp với thì, tại vì ba mẹ cũng muốn á. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Cái hợp này... nhau á là do hai tụi mình thôi. Chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết. Nó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. Tiền bạc thì ai giữ? Tiền bạc á, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á, thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được. Có là mừng rồi. Dạ. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định á thì thích 2-3-4 đứa cũng được. Mình thấy hai đứa được rồi em. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy mà nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó, để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Anh hồi học quá không biết nói gì mà ở đây thì cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng cái thời gian sẽ chứng minh. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Từ một cái lần nắm tay này, nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Rồi, về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn người, nhấn nút đó. Hợp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm á nha con. Bây giờ nè, có cậu như là cha vậy đó, rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau. Con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương. Rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi. Nói gì với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về giống là quen nhau, là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có, nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. Giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu mở có đồng ý không ạ? Đã, cậu mở có đồng ý không ạ? Nó dễ thương lắm á. Dạ, để ngược đội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến vậy dài. Đúng rồi. Làm tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được, giữ lại chị. Cảm nhận dễ thương.
Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi đây. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Văn Bé Bảy, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì Bảy? Là em làm bơm bê tông cho người ta anh. À, Bảy bơm bê tông 30 tuổi. Rồi, mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà trai. Trang, Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên giới. Dạ, dạ gần biên giới. Dạ. Cũng có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm khuyết điểm của mình đi Bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Biết nấu ăn. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ em biết nấu canh kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của Bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là hay mong không được. Là nhút nhát chứ bạn gái đối nhút diện nhát mà. Trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có 2 mối tình à. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ đều 2 mối tình thì được 5 rưỡi hết anh. 5 rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao, có giờ sợ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh được, yên tâm. Bên đó là Bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm dạ gì? Điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội. Dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí, tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi thì em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74 à. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55 trên 1m55. Khuôn mặt dễ nhìn. Bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được? Khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. Bảy, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu, ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, gãi bông hồng trong đèn cầy á chị. Gãi bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên thành trái tim. Rồi gái cuối cùng em. Sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Với bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi làm nhiều, ở chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè,
Bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có thì cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Ừ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó có thích vậy không? Được giữ lại chị. Dạ. Trời ơi, đàn ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ. Dễ thương ha. Ừ. Thằng trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn vậy, không bảo vệ ai thôi em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao dạ, con? Không? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Ừ. Trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị, chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu tìm làm quen đi rồi coi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Bây giờ như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Oh. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út. Là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa năm, hả? 5, 6, 7, Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ 8. Trời ơi, dâu thứ 8 luôn hả? Dâu 5, 6, 7, 8 luôn đó. Wow. Dễ sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm á bãi. Dạ anh. Em cũng có hòa thật. Dạ. Cảm ơn. Con gì vậy Bảy ơi? Bảy, Bảy mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt ạ. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không biết lắm. Chị cũng không biết thắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. Phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là dạ cũng cười, được cười rồi lớn lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào sao mình cảm nhận em thì em dễ thương cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. Anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu như thế nào ạ? Nói về tình yêu là phải biết chung thủy Rối rồi Phong, rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa Bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn Bảy là chị biết Bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? À, cũng gần, tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều. Vì miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã làm sao đâu á, thiệt luôn á. Bây giờ nè, phải bước tới nắm tay Trang nói y chang vậy, hỏi coi Trang chịu không?
bước tới nói đi cho người ta tin, nắm tay nhìn thẳng vô mắt nói gì đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Hỏi Trang chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói chuyện tốt ạ. Dạ. Tại rồi trở về ghế được rồi đó. Ráng nha bãi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bãi, thích thì bãi bấm. Đúng rồi bãi ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Mình thích là mình bấm thôi. Rồi Trang sao nè? 1 2 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng bẫy quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa, có cảm giác gì nắm tay không bãi? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình đó, còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. Dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái dạ, cho con xin phép hôn em Trang. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm. Mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là... vậy luôn. Ưu điểm của em là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa hả. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Đình Tuấn Phong, năm nay con 25 tuổi. Con sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9. Rồi, mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến MC Hồng Vân và chú Quyền Linh, cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ. Giống MC quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ, nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ. Và em mong là lúc đi hết mình lúc về có bồ ạ. Lúc đi hết mình lúc về có bồ, lúc đi hết mình lúc về có bồ. Ồ, nói nghe nè, mới có 21 tuổi thôi mà làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Dạ, là tại vì á, kiểu như em cũng ế lâu rồi á. Làm 71 ế lâu. Không, kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em. Và những cái em là em nói thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Nhưng mà em không hiểu tại sao á, nhiều người em quen á lại đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á, nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á. Ok. Rồi bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái người ta biết đi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của con là
Chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng Anh cũng con cũng khá tốt. Rồi. Còn điểm yếu của con thì nói chung là cũng còn hơi lề mề, thì nhiều khi cũng hơi nóng tính, nhưng mà bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi. Trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội. Thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình. Tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con là mẹ của con đã bị đột quỵ, và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á, huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường. Thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á, huyết áp của mẹ con rất là ổn định, là coi như là 606 tập của chương trình mình là nhà nhà con là coi như là coi đầy đủ hết cả. Ồ vậy hả trời. Em nói đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Cái đó là bị gì? Ở đùi phải. Nhưng cô mà... gái xinh đẹp vậy, vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả, có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ, có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình, mối dài nhất là nhiêu? Dạ, mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy, mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi, thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi, nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em, em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em. Dạ đúng. Thôi, dạ đúng, ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn zin không? Phải hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tin? Thì làm sao tôi biết được, có chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được, cho nên phải hỏi. Con phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nè, sao nè? Em còn không? Dạ còn. Con. Xin lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy, là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học. Nhưng mà không ngờ là bạn làm cả, vừa làm sale cho căn hộ mà vừa cả làm nghệ sĩ tự do nữa. Thì con thấy bạn là một người rất là năng động. Phụ nữ thì hiện đại bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy. Thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình. Cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái phải như thế nào? Trong yêu cầu thì con có ghi là cao trên 1m55. Nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99-2000 thì càng tốt. Còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được. Dạ. Sinh năm nhiêu? Con sinh năm 99. 21 tuổi đó. Dạ. Thì năng động hoạt bát, và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con. Như vậy là đủ. Giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè? Cao 1m75. Tóc tai, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn á. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết trọi rồi. Biết hát nữa. Biết hát không? Thì nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng Anh. Anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì, nhưng bây giờ anh sẽ hát bài Beautiful in White. Oh really? Gì hay vậy? Sao hay vậy? Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found the one and my life has found its missing piece. You look so beautiful in white tonight. Tonight. Rồi tonight luôn má. Em đi với ai vậy? Dạ, con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của con. Có ba mẹ nữa ha. Con xin chào cô chú, cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được. Anh chị ở đây ạ. Chuẩn Tết về con đi.
À, tôi xin chào MC Quyền Linh, tài năng, chào chị Hồng Vân, xinh đẹp. Xin nhận vé xét về cháu gái bên này. Thì cháu rất là dễ thương, rất là xinh xắn, lanh lợi. Nhờ ông Mai bà mối cũng tạo cho hai cháu một cơ hội. Nếu mà được thì mình bấm nút hẹn hò. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhà có con dâu vậy vui lắm á. Còn em đi với ai nè? Dạ em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Xin được nói đôi lời, Yến Nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi, rất là dễ thương và là xinh đẹp. Về nội tâm thì một người sống rất tình cảm. Còn riêng nhận xét về em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm. Theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi trên nhau. Theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp. Nhưng mà xét cho cùng thì có luật bù trừ và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một cặp đôi thật là lý tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Được rồi, bây giờ thôi để hai đứa nó gặp nhau đi rồi cái... duyên có rồi còn phận tự hai đứa nó quyết ha. Rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp nhau đi. Chào em, hôm nay đến đây anh có món quà tặng em, chúc em lúc nào xinh đẹp như đó ha. Dạ cảm ơn em, cũng có một món quà tặng anh đây 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 tặng anh. Cảm ơn em. Dạ em gặp anh em có cảm nhận gì không? Em thấy anh dễ thương, cao ráo, đẹp trai, công việc cũng ổn định. Mà nói chung là hơi cũng giống em. Anh kiểu như tóc là cũng thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, biết keo. Em thích. Anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động. Anh cũng thích những người như vậy, để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn. Quy luật bù trừ mà anh, em thì năng động, còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể nó sẽ ok hơn. Là hai người đều hài hước với nhau. Hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên. Thật ra thì anh cũng năng động lắm, cũng chơi thể thao nhiều á. Nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn. Không biết là em có nhiều bạn không? Dạ em rất là nhiều anh. Và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm một cái sinh nhật. Tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em, là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật. Năm nay là năm 21 tuổi của em. Tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người yêu bao giờ á. Vậy thì quá vinh hạnh cho anh. Cảm ơn em. Em ở Đồng Nai còn anh ở Sài Gòn, là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ? Thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi. Còn chuyện khoảng cách không quan trọng. Anh có chiều chuộng bạn gái không? Anh nghĩ chắc là có. Tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Không chiều cũng được đâu cưng ơi. Cô này khá tính lắm luôn á. Em suy nghĩ là bây giờ thì nói vậy thôi chứ quen xong rồi ai biết như thế nào. Vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu. That's right. Có bấm không? luôn. Thì chắc chắn là quyền. Sẽ bấm rồi, anh không biết em sao thôi. Hôm nay em đến chương trình anh, em cũng muốn hát tặng cho anh một bài rap. Em sẽ hát bài đó là bài Mượn Đồ Tỏ Tình. Dạ, đứng lên cho nó không khí đi. Coi như tiền cảnh đúng rồi. Đứng lên, hỗ trợ luôn. Hậu cảnh ông Linh mặt nhăn. Tập trung, diễn viên mà ha. Action. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đáp phải nổ. Anh nổ. Tiền cách nhìn như vậy phải hưởng ứng theo. Vậy thì bây giờ anh sẽ nhìn em chỉ nó luôn đi, chỉ luôn đi. Chỉ theo em luôn nha. Ừ, chỉ luôn đi. Vậy cũng được. Rồi rồi. Vậy hả? Rồi rồi lại nha. Ô, sự chú ý của lễ lên phải nổ. Đúng rồi. Rồi lại 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 lại. Đúng rồi. Rồi rồi lại 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 nha, một lần nữa sụt nha. Chuyên nghiệp thật. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên người có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng phê. Hey, anh ăn tối chưa nhờ? Nếu sợ thì làm một ly. Em chỉ muốn cỡ mở hơn, đừng lo mình dạy dục đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ. Trời ơi. Nếu mình không rung động, đừng bấm. Để nút bấm đó cho người khác bấm. Chuẩn bị.
3 2 1 hết thời gian. Bấm chưa? Rồi, đó. Người ta bấm lâu lắm rồi, chờ em thôi, em nhìn gì không vậy? Biết, em... em cần gì biết và bấm hay không thôi. Nhưng mà có rung động thiệt không? Dạ có chứ, tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền. Đẹp trai mà. Với lại công việc cũng ổn định, hợp u với em nữa. Hợp u đúng không? Dạ. Có má ngồi như... Được không má? Tay đi, nắm tay. Rồi, bây giờ làm một cái thủ tục là nụ hôn đầu tiên. Thôi giờ mình con ta xin đi. Phép chú và mọi người, con xin phép được không em? Lại liền, không lại liền nhi. Trời cưng hết sức. Chúc mừng các bạn. Được, à, bên kia tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ, giới tính rõ ràng. Còn gì dạ, nữa không? Không hôi nách rồi. Không hôi nách rồi. Không hôi nách rồi. Không bị hôi nách rồi. Dạ, người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách, mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người. Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, học tập. Tức là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sự lý lịch trích ngang của đàn mời, trai. Mời em mời gái. Đàn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Ngọc Thảo Vi. Thảo em, Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, ở quận mấy em? Dạ quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi, em trai, em điểm mạnh, điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida đúng không? Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Dạ không à, em không có hút thuốc gì là không đánh bài. Không uống rượu luôn. Dạ, dạ không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ, em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ, em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót u phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Trời ơi, phải chi mà mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Thì hồi qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai, rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi, sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không, trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á.
Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được đó nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ, dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, 3 mối rồi. Nhưng mà 2 mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được, bên kia. Tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ, giới tính rõ ràng. Bên này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hôi nách à? Không hôi nách à? Hả? Không hôi nách à? Không bị hôi nách à? Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ rồi sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Em có bậy anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút. Cao khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu? Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á. Em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba. Trời ơi, thiệt tình luôn. Không, cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men nè. Men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà dưới Bình Phước rồi. Có nhà riêng luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê sống ở quê luôn. Ở Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng ráng. Cũng rồi. Ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào chắc. Cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó. Mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi. Mà gia đình cũng sợ. Sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch. Mà ra đi làm cũng vậy. Con cố gắng làm đó. Tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được. Bấm nút thì là cái đó là do con. Chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không, được không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó. Ai cũng vậy. Dạ. Vậy dạ, thì tốt mẹ quá. Mẹ dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi. Nhưng hôm nay được lên chương trình. Dạ. Được quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi xa lớp rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nha. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim.
có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mũ. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao? Dép này giống dép lấy của tôi quá vậy. Dạ em. Dạ. Dạ anh Linh nhiều dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh. À dạ. Em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. Nên em tặng. Ồ vậy hay đó em. Dép hay đó em. Thử đi. Nếu gì giày dép hồng hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ, dạ đúng rồi. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Nói chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. Dạ, hát một khúc thôi ạ. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Mọi người thích ạ? Hay quá. Anh trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng hay nào? Dạ, tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng bình phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1,000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách, chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Mà ám ảnh cái vụ đó lắm hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. Có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi kìa. Dạ dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là, bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây. Và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương. Thì mình cho nhau một cơ hội cho em nhé. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm là... bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Dạ. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian.
Chúc mừng. Tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Vâng, chào cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Dạ. Bây giờ xin bác, cô gái bác chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Thấy. Đẹp đôi lắm á. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Và đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi là ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa? Mắc dạ. Cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về nữ ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. À. Ủa sao kỳ ta? Chết rồi. Nè nói nghe nè, tôi Linh đeo vòng cặp đó đi. Đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Xin mời nhà gái. Wow. Trời ơi. Cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi. Dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn Nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. Quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng. Ồ, rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu Hờ Hờ Y Nen. Hờ Hen Y Ê. Hờ Hen Y Ê. Dạ ai cũng nói vậy hết trơn cô. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thành An. Hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Dạ yoga tập á. À yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cục hơi bị yếu quá vậy cưng? An. Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh. Cục hơi mình phải bật ra. Phải có nội lực phải không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu rồi đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. Cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng cái đó yếu đó. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính á. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn lên thôi. Mắt lên rồi hét lớn lên. Không có hét đâu cô. Xong hét. Rồi sau đó nó rụi lại. À vậy hả? Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày.
Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa, 60 ký. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Con người cũng rất là khỏe ha. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Mối tình nào dài nhất? Dạ mối tình sau này là 4 năm. 4 năm. Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cổ có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cổ mới nói là bồ cũ của cổ. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói không, cái biết cái đúng cái sai, thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em đúng cái rồi. Người đó là quen nhau chính thức luôn. Chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là... Em có đẹp vậy nè, mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á. Em mới chịu, có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được. Nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số. Phải mối tình thoáng qua thôi chứ chưa có... Chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? Chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng à. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dị dặn phải không anh? Thấy có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, có. Thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn quá, yoga săn chắc. Là săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? Với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy? Ủa được, có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi nó phải hở, dày hở ra, nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mỏng, đánh xong bóng á. Dày mỏng xong là lâu lâu nhấc mép lên vậy nè. Không được. Môi sexy. Môi bể. Nói chứ. Cái môi sexy là gì nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái môi nó bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Chính xác không? Đó, gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao về ngoại hình. Ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta. Ta mê cái gì sexy thì đôi môi sexy. Mắc cười quá. Tôi khoái loại mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Đảm bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết cô sexy nào, nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. Em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. Anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai em đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha. Đẹp dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi. Ok ha. Ok vậy đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. À,
Chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đoán được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kì vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. À, thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ, yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Thế rồi, đây á, thì món quà rau củ rồi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây á, là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng là cũng như là thay lời không nói thì gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời quà. Tặng anh MC Quyền Linh. Chà chàm. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè nói nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về anh như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái hít này là test được. Được nha. Dạ. Oh, trời ơi. 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Rồi, xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái anh đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được. Cuộc nói chuyện hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng thế, trầm tính giống như mình nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính, tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó từ lừ là không được ha. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy cái chuyện lo lắng mà nấu về cái vấn đề ăn đó không? Nó không có quan trọng, tức là nếu một người phụ nữ á nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhà ngon hay dở đó, là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên, ngày nào cũng bắt hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ, tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai, em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy thì em đỡ phải
chỉ thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. À, thì em cũng dạ. muốn gặp người như vậy. À, anh có món quà gì, tiết mục chân nghệ gì tặng cho em không? À, bây giờ thì em hát nói chuyện bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để em. Đó, chị hỏi em nè, chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói để em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài Mắc Cười hay Trường Quay. Dạ, dạ em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tư xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hoa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. À, thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là người ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, nên bạn phải xài cái chữ cũng. Tức là hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước, rồi sau đó mới phát sinh tình cảm, chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự, thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói, chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ nhưng mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Yeah. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách, và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng yeah. vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Yeah. Đó là số mệnh. Dạ yeah, rồi em cảm ơn. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Yeah. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Dạ rồi em cảm ơn chương trình ạ.